Xin chào cả nhà, hôm nay em Nhung lại tiếp tục quay một video một ô đất ở thôn Vô Kim Long. Đây là trục chính để đi vào thôn. Đi giáp với lại đường trục trịch thôn thì sẽ đi giáp với lại đường cao tốc Nội Bài Lào Cai. Đây, bên tay phải của chúng ta là cao tốc Nội Bài Lào Cai cả nhà nha. Kìa, nói chung mọi người nhìn thấy đèn cao áp đấy không? Thì lô đất của chúng ta thuộc thôn Vô Kim Long, giáp với hữu thủ Kim Long. Và lô đất này, đây ạ, lô đất của chúng ta tại đây luôn, tại cái gốc cây này luôn. Đường thông ngõ thoáng, giá hơn 600 triệu, diện tích 105 m2, mặt tiền 5,5 m. Đường thông ngõ thoáng, cách thành phố Vĩnh Yên khoảng 5 phút đi xe. 5 phút đi xe là chúng ta đã đến thành phố Vĩnh Yên rồi, sẽ rất phù hợp cho vợ chồng làm công ty công nhân ấy, thì sẽ rất phù hợp. Đường 4 m, ô tô tránh xe máy nhé cả nhà. Đường thông ngõ thoáng. Và cả nhà xem video nhớ đăng ký kênh. Xung quanh thì dân ở cũng rất là ấm rồi, toàn là nhà biệt thự cả nhà. Đây, đất của chúng ta ở đây luôn nha. Bãi đất này thì được phân làm 5 lô, còn lô đất của chúng ta ở gần đây. Cả nhà xem video thì nhớ đăng ký kênh để nhận được video mới mỗi ngày về nhà đất Vĩnh Phúc. Xin chào cả nhà.